Đào Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bạn. Hai bạn giới thiệu về mình. Tên em là Đăng Khoa, hiện năm nay em 26 tuổi. Em hiện đang là chuyên viên ngân hàng, còn đây là bà xã xinh đẹp của em. Em tên là Tuyết Hoa, năm nay 26 tuổi, cũng là nhân viên ngân hàng. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Năm đó là năm 2007, em là sinh viên năm thứ 3. Có chơi cái mạng xã hội là Yahoo 360 á. Thì em cũng có biết qua cô gái này. Thì em mới vô cái trang blog đó, coi hình, coi những bài viết. Tự nhiên trong cuộc sống của em lại xuất hiện một anh chàng này, cứ ngày nào cũng vô hả? Chúc em những lời rất là hoa mỹ, rồi tối thì chúc em ngủ ngon. Thì khoảng trong vòng khoảng một tháng, tụi em quyết định đi em gặp nhau. Lúc đó bắt đầu gặp nhau đúng không? Vợ em lúc đó là đang đi làm thêm đó, phát tờ rơi ở trường đại học của em. Nhân cơ hội đó là em ghi điểm liền. Em nói là thôi để Khoa làm hết cho. Thật ra là em cũng không muốn nhờ, nhưng mà anh này vẫn cố tình là lên. Cái cảm nhận đầu tiên của em á, anh muốn em nói thật lòng á, là người thật và trong avatar đó như thế nào? Thật lòng luôn à? Thật lòng đi, đừng sợ. Thật lòng thì hơi thất vọng. Ở ngoài thì đen thù lùi à. không có trắng trẻo vậy. Rồi ốm hơn ngoài ốm nhất à. Theo ấn tượng nó là có nguyên cái hàng bụng dài, bụng quá trời trên mặt luôn à. Rồi cuối cùng sao? Lúc đó thì gặp nhau thì cái vẻ bề ngoài thì em nghĩ cũng không có quan trọng lắm. Sau đó thì cũng là bạn bè với nhau thôi. Đó thì hai đứa tiếp tục hẹn nhau đi uống cà phê, rồi đi xem ca nhạc. Anh muốn biết nghĩa câu chuyện tỏ tình của em. Là một cái buổi tối, Hoa có nhắn tin cho em là đi uống cà phê. Đêm đó mưa nhiều lắm. Em đang ăn cơm với ba mẹ, xách xe đội mưa chạy qua luôn. Hai đứa ngồi kế nè, thì cái bàn vậy nè. Dạ. Thì em thò cái tay xuống. Thôi sao đâu, thôi sao đâu. Hoa đang để cái tay nè, cái em lấy em nắm. Nắm ngón út mà. Lúc đó em sao? Lúc đó là có hai người bạn ngồi đối diện. Hai tụi em phía trước thì vẫn nói chuyện bình thường, rất là rơm rã này kia, nhưng mà tay thì vẫn nắm. Đầu thì phân tán ra suy nghĩ. Trời sao hả, lại nắm tay ta? Thế là đâu có tỏ tình gì đâu, đâu có yêu gì đâu. Nhưng mà em cũng không biết tại sao là em lại không rút ra hoặc là không phản ứng. Rồi có thừa thắng là nắm thêm ngón áp út không? Lúc đó em cũng hơi bất ngờ, là em nghĩ là chắc là nắm xong phải giật ra, bây giờ nắm xong cái để im ra luôn. Cái lá cây nóng nguyên bàn tay luôn. Lúc đó là trong lòng em cảm thấy tự nhiên có một cảm giác là lạ, rất lớn á. Nhưng mà sau cái lần đó thì hai bạn đã chính thức mình là thích nhau. Chưa? Em nghĩ là thích nhau. Buổi sáng hôm sau luôn em quyết định em tỏ tình luôn. Tỏ tình sạch. Ngày hôm đó thì ngồi xíu thì cái cũng nắm tay em, cái cũng nhìn vào mắt em, cái cũng nói là đi khai thích bông rồi. Bông là bạn gái của DK nha. Em nghe xong em lại cảm thấy giống như một áp lực lớn đè lên người em vậy đó. Nghe em chỉ thích một cuộc sống tự do thôi. Em sợ là yêu nhau là sẽ gây gỗ nè, sẽ có những vấn đề khác xảy ra. Nên em suy nghĩ một chút thì em nói là em từ chối. Từ chối sao? Nói thôi hả? Dạ, em nói là DK ơi, bông nghĩ là thời điểm này không thích hợp đâu. Có nghĩa là bông không có sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nào gọi là tình cảm trai gái. Thì anh mới nói là trời ơi, anh xin lỗi em nha, em đừng có sợ. Coi như là anh không có nói gì hết ngày hôm nay. Cái gì xảy ra hết, coi như là thất bại đúng không? Sau đó là có tiếp tục nữa không? Không, thì thất bại lần đó là về nhà suy nghĩ là tiếp tục thay đổi. Lần hai thì chuẩn bị chu đáo hơn. Mà lần hai cách lần một là bao lâu? Dạ, 15 ngày. Wow, lúc đó thì sao? Đến một quán cà phê rất là lãng mạn. Sau đó thì anh ấy tặng hoa kèm thêm một cái mẫu giấy ghi là I was born to love you, nghĩa là anh sinh ra là để yêu em. Đó là em sợ bị từ chối giống bữa. Nó đang cầm bó hoa, đang đợi thấy đọc tờ giấy rồi là thấy là giống như là cũng lân lân rồi. Em ba vô ôm thôi. Ủa sao? Chết chân người đúng không? Dạ thì em nghĩ là... Tiếp nhận. Dạ tiếp nhận. Nhưng mà coi như là nụ hôn đó là sự... bắt đầu chính thức cái mối quan hệ của hai người. Rồi bây giờ câu chuyện cầu hôn thì sao? Quen nhau được 4 năm, hai đứa mới tính cái chuyện cưới nhau. Thì em cũng có lên ý tưởng coi cầu hôn như thế nào. Em quay một cái clip hình từ trước giờ hai đứa quen nhau. Em quyết định là cầu hôn ở một cái đình hoa của người bạn thân. Rồi người bạn đó hỗ trợ thì sao? Dạ, trước cái ngày hôm đó thì bạn đó nói là Hoa sử, anh có một cái việc rất là quan trọng luôn nha, nhờ em nha. Em không có được từ chối đâu, đó là ngày mai á là anh có quay hình chương trình cắm hoa, em mới là đóng vai cô gái đó, là anh sẽ tặng hoa cho em. Em nhớ nha, em không có được quên đó, nếu em quên là anh sẽ từ em, không làm bài với em nữa. Hôm đó thì vẫn đúng giờ em xuống và em cũng có đóng vai cô gái, là ảnh có tặng hoa cho em luôn. Thì em nghĩ là mọi việc rất là bình thường, mà ngày hôm đó ảnh rất là bất thường, ảnh cứ lăng xăng vậy đó. Vừa mới quay hình xong ảnh kêu em đi ăn, thì cái hai anh em đi ăn thôi, mà trong lúc ăn thì em cứ hỏi hoa sử, em nói anh nghe coi em thích hoa nào.
cứ hỏi em hoài vậy đó. Rồi xong rồi ăn mà anh cũng không yên nữa, điện thoại cứ gọi liên tục. Mà lát nữa em đang ăn cái em thấy trời, sao anh căng thẳng đến mức mà anh chảy máu cam luôn. Tại sao mà sao mà chạy hết cam luôn? Thật ra lúc đó là em sợ vỡ cái hoạch. Thì bữa đó là của em sao nó lại bị lố cái giờ luôn. Bây giờ lố ra tới 3 giờ chiều luôn. Là em sợ rồi xong. Coi như bữa đó là cầu hôn thất bại à. Nhắn tin kéo dài thời gian. Khi đó thì em đi ăn xong thì em cũng bước vào tiệm. Thì cũng không có gì, mấy bạn vẫn cắm hoa làm việc như bình thường thôi. Thì mấy bạn trong nhân viên nó hoa sữa em lại đây coi này, trời có cái này hay lắm luôn á. Là vừa ngồi vô đó thì cái clip đó đã được bật trước rồi, giống như một cuộn phim quay chậm lại tất cả những cái thời điểm mà tụi em đã trải qua, từ lúc mới yêu cho đến thời điểm hiện tại. Kết thúc cái những cái tấm hình kỷ niệm đó thì ông xã em mới xuất hiện, xong rồi nói hôm nay là ngày kỷ niệm tình yêu của chúng tôi, và bây giờ là tôi đến với cô ấy đây để tặng cho cô ấy một món quà thật là đặc biệt. Cái ông xã em tự trong kia xuất hiện, quỳ xuống tặng hoa rồi cầu hôn. Rồi như vậy là chấp nhận rồi, hai bạn lấy nhau không? Vậy thì sau khi cưới nhau về thì có những cái bất ngờ gì? Cưới xong thì em thấy hơi điệu. Và những cái lúc mà gấp á, thì hẹn người ta 6 giờ mà bây giờ còn 10 phút rồi 6 giờ cũng ráng mà ngồi mà trang điểm. Đó thì em bực cái tính đó. Lại cái thứ hai đó là hay ôm đồm á chị. Đang làm ngân hàng nhưng mà lại thích là kinh doanh riêng. Rồi thích làm này làm nọ. Em nói làm nào làm cái thôi. Cùng lúc đăng ký học tiếng Anh, vừa học yoga, vừa học đàn. Em thấy nó ung rồi cuối cùng không nào đó nào hết. Rồi rồi còn em. Chồng em nóng tính. Thì có một cái sự việc như vậy là em muốn mua một cái thẻ ăn tại một khách sạn 5 sao thì sẽ được giảm 50%. Trước khi mua thì em đã về em nói với ông xã em là anh ơi em thấy cái này hay lắm, thôi em mua nha. Thì em nghĩ là sẽ vui vẻ đồng ý thôi. Nhưng mà khác hẳn những gì em nghĩ. Đó là phản đối quyết liệt luôn. Em nói thôi đừng có mua, bỏ ra 4 triệu mua phí tiền lắm, không có được gì hết. Thì cuối cùng là âm thầm lấy em mua. Mua xong rồi còn rủ đi ăn buffet ở khách sạn 5 sao luôn. Thấy bất ngờ của sao hôm nay sang dữ vậy. Em cũng nghi nghi rồi. Ăn xong rồi em chẳng hỏi cái em nói ngon nói ngọt. Vụ cái thừa trận là mua. Vụ em nhớ lắm, rất là vui vẻ luôn. Nói là trời em ơi em mua đúng không. Trời em mua rồi nói đại đi, còn giấu làm chi nữa. Cái xong cười rất là nhẹ nhàng. Cái là vụ em từ sáng đến chiều luôn. Mà em cũng nghĩ là nếu em nói ra là chắc chắn là sẽ có chuyện. Nên em hả em không nói, em nhất quyết không nói luôn. Nhưng mà vụ hòa nên đến tối em nghĩ là nói ra chắc là hết rồi. Nghe là thấy thái độ đang vui vậy mà. Cái em nói em mua đó, cái tờ còn có cái thẻ cho anh nữa. Rồi sao? Thẻ phụ đó, thẻ, dạ, thẻ phụ cho anh nữa. Cái sao trời ơi, không nói chuyện luôn chị, tự nhiên quay ngoắt 180 độ luôn. Thậm chí là em hỏi gì đó còn muốn là nạt em nữa. Thì lúc đó là tụi em chuẩn bị là về thăm bố mẹ chồng. Cái là chồng em hỏi là em có đi hay không. Em lúc đang giận mà em không trả lời. Cái thì xong đó là chồng em hả tự động là xách xe đi luôn. Nhưng mà lúc đó em cũng muốn đi mà anh biết sao. Có nghĩa là em xách túi rồi xong quần áo này kia. Em lạch bạch chạy từ trên lầu xuống. Tự nhiên hả vừa mới xuống tới nơi hả một tiếng xe cái vù chạy đi. Biến mất luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em đi đâu? Em đi chút xíu quay lại về quay không, em đi uống cà phê với bạn. Xong rồi cái em về nhà của ba mẹ em ngủ luôn. Cắt mất liên lạc luôn. Cắt đứt luôn. Rồi em thì sao? Em có đi tìm chồng không? Dạ thì em cũng không có tìm. Thôi kệ đi, nếu không về thôi. Đóng cửa ngủ thôi chứ đợi làm gì. Bao lâu thì mới về? Cái sau đó không ai nói gì luôn. Rồi cái em có cái trang Facebook á, em post đại với câu bằng tiếng Anh. Đại khái nghĩa là khi mà bạn muốn có một hòa bình trong một ngôi nhà thì bạn hãy làm những điều mà vợ bạn muốn. Đó em post lại cái bạn bè vô like quá trời luôn. Cái vợ em cũng nhìn thấy luôn. Tự nhiên cái ngồi cười tủm tỉm mình. Cái quay qua thấy ủa sao tự nhiên ngồi cười tủm tỉm mình, hỏi em cười gì đó. Nó đâu có gì đâu. Cái hai vợ chồng cứ tự nhiên ôm nhau rồi cái quậy luôn. Vậy thì hai bạn có mong muốn có sự thay đổi gì không? Thì em mong muốn là lúc em nóng á bớt cái tôi của vợ xuống với nhường nhịn thôi. Với lại là bớt điệu đi. Mấy cái việc make up thì làm cho nó lẹ lên. Với lại là suy nghĩ người lớn hơn. Lúc nào cũng nhỏ nhặt, lúc nào cũng giận hờn hoài. Nhiều khi mình cũng hơi mệt mỏi. Còn em? Em sao? Dạ em hả? Thì em thấy á, cứ là chồng em là một người quá logic, thiên về lý trí hoàn toàn luôn. Một sự việc nào đó chồng em đều phân tích ABCD, không có đặt cái vấn đề tình cảm vào. Thực ra là mình còn có cảm xúc nữa. Có nghĩa là nhiều khi là em muốn là phải đặt vào cảm xúc của em để hiểu cái vấn đề đó rõ hơn. Giống như em giận thì em cũng muốn là giải thích cho em, hoặc là em sai thì cũng phải có lời giải thích, chứ đừng có nói là vậy là không được, tại sao lại làm vậy. Như là khó chấp nhận được điều đó lắm. Thực ra là chị thấy như vậy nè, tụi em có thể yêu nhau 9 năm, 10 năm và hơn như vậy nữa, nhưng mà cái hôn nhân nó khác hoàn toàn với lúc tụi em yêu nhau. Cái năm đầu tiên là một cái năm cực kỳ khó khăn cho hai người khi mà ráp lại ở chung. Bởi vì sao? Em có cái tôi rất là lớn. Bây giờ phải tự dung hòa lại với nhau.
Sau đó các bạn còn phải bước qua một cái cửa ải nữa. Khi mà bắt đầu dung hòa được với nhau rồi thì nảy sinh vấn đề nữa, đó là con cái. Thì cái đứa con đầu tiên đó là cái thời kỳ thứ nhì để các bạn có thể phải vượt qua để mà gắn kết với nhau. Rồi nảy sinh đủ thứ để mà hai vợ chồng có thể bị tan đàn xẻ nghé. Cho nên chị thấy rằng á, một khi á, chồng đã thấy được rằng cái tôi của ai cũng lớn hết thì vợ cũng phải thấy được cái điều đó để làm chi? Để hai người á, sẽ có nhiều những cái buổi tâm sự với nhau. Giống như nãy em nói vậy đó, anh à, anh bớt lý tính đi một chút đó, anh tình cảm một chút. Có khó khăn trong cái việc mà trao đổi với nhau không? Em nghĩ chắc em sẽ làm được. Được, à, chắc chắn là được. Và ngay sau chương trình này, tôi nghĩ là hai người nên thực hiện cái điều đó. Không. Wow.